lướt sàn FVC, mua bán sinh vật cảnh trong tầm tay. Sàn FVC, mua dễ dàng, bán nhanh gọn. Đây là Hà Đông bàn giao tác phẩm cho Đông. Ủa, cái máy này mình quay là sao nó lại không đỏ mắt nhỉ? À thế à? Sợ nhất quay nó đỏ hết cả mắt, cả mũi. May quá. Bà con cả nhà là hôm nay là ngày thầy lành tháng tốt. Cuối tuần. Ngày rộng tháng dài. Anh em chân dài chân ngắn. Miền Đông nước Pháp à? Nước Mỹ nhỉ? Nước Pháp. Miền Đông nước Anh và miền Tây nước Pháp. Anh em có những cái cuộc giao dịch, cái cuộc trưng bày của anh em Hà Đông rất là vui. Của đối với cá nhân Nhật cũng như anh em nhà vườn Nhật Cường này, cũng như anh em Đông Anh. Đấy, được anh đồng chí Dũng, anh em câu lạc bộ Hà Đông nhường lại một cái cây rất là quý và Nhật cũng như anh em Đông Anh rất là thích. Thì hôm nay thì ngày này tháng tốt thì đồng chí Dũng bên anh em Hà Đông là có mặt hôm nay để bàn giao cây cho Nhật cũng như anh em Đông Anh. Cảm ơn đồng chí Dũng và tất cả anh em Hà Đông. Chúc mừng bạn. Bạn ơi, bạn bắt tay yeah. Cho tôi xin kiểu ảnh nhé. Đây có người đẹp của tôi nhé, người đẹp hội 82 tôi nhé. Đứng bên này. Đây có người đẹp hội 82 tôi nhé. Đứng đây chủ tịch đại nhá. Đây là hội viên của em nhá. Rồi, không có ý đồ gì. Đây hôm nay đây cây này là của cây này của anh Lam. Cũng là câu lạc bộ Hà Đông. Câu lạc bộ Hà Đông. Hai cây, anh Nam, anh em bắt tay ra. Tức là hôm vừa rồi. Bây giờ bắt tay bàn giao, bắt tay hôm qua mua rồi, hôm nay bắt tay bàn giao. Các anh nhìn được máy chân cây đằng sau cây đi các anh. Một, hai, ba, bảy. Anh yên tâm là anh em Hà Đông là yên tâm về bên miền Đông nước Anh là cây nó phải được sáng lên. Sáng này sáng. Lá đẹp cười này. Thì cái lá này là không bị gà ăn. Nên là nó tươi tốt như này. Còn để ở nhà anh Lam là mỗi ngày về lá này cho gà chọi nó ăn. Nên là cây đó lá nó ít hơn. Hát bao giờ thua anh rồi. Cảm ơn anh Dương nhá. Hà Đông với tất cả đại gia đình nhà mình rồi. Anh em mình ra ngồi giao lưu cho đi. Ok, cảm ơn em. Rồi, chúc mừng các bạn. Tốt quá. Còn cái nào bắt tay nữa thì bắt luôn đi, quay được có 2 phút nữa thôi. Làm 3 chén rượu đã. Rất vui. À, chào kinh, à, này, chào nghệ nhân. Xin chào. Phát biểu vài câu gì đấy, chúc anh em. Phát biểu về cái gì đấy? Thích nói rồi, cái gì thì nói. Hôm nay rất vui là sang đây coi như là được xem và được chiêm ngưỡng một số những tác phẩm và nhất là được một cuộc bàn giao cây của vườn Nhật Cường. Người ta Nhật mua 2 cây của anh em Hà Đông. Rất tuyệt vời. Phong trào hy vọng là một ngày càng một sẽ được nhiều anh em ủng hộ cũng như là cây cảnh ngày một được mọi người quan tâm cũng như là đóng góp cho nền cây cảnh để giữ coi như là cái nhiệt huyết trong đam mê. Anh Dương ơi, anh đang trong hỏi với góc nhìn của anh đánh giá hai tác phẩm như nào? Không dám đánh giá. Cảm nhận quá. Cây là hai cây mà cơ bản cây hoàn thiện và thực tế và suy thế thì cây hoàn thiện như này thì rất hay quá. Ok, chia sẻ với quý vị một chút hình ảnh phong trào.